Thì hôm nay mình sẽ thực hiện clip này để hướng dẫn các bạn cách các bạn có thể kết nối con chuột này với chiếc iPad và có thể sử dụng nó như là một chiếc máy tính. Đó. Thì hiện tại những cái đồ của Apple nó đồng bộ rất với nhau rất là tiện và sử dụng rất là ok rồi. Tuy nhiên thì mình vẫn sẽ hướng dẫn cái cách các bạn có thể kết nối được làm sao mà sử dụng con chuột này trên chiếc iPad rất là nhanh và gọn. Đó. Thì đầu tiên để kết nối được các bạn sẽ vào cho mình cái phần cài đặt nhé. Trong phần cài đặt này thì chúng ta sẽ có cái mục là Bluetooth như thế này. Các bạn sẽ kích vào mục Bluetooth. Đó. Sau khi đã bật Bluetooth rồi thì các bạn sẽ thực hiện thao tác là bật cái nút công tắc con chuột lên như thế này cho mình. Đó. Như vậy là đã ok để sẵn sàng kết nối. Đấy. Thì các bạn sẽ chờ một chút là ngay sau khi các bạn bật lên, các bạn để một chút thì chiếc iPad sẽ nhận ra con chó chuột. Đó. Đối với trường hợp là chiếc Magic Mouse này nó đã kết nối với những cái thiết bị khác, ví dụ như cái iPad khác hay là MacBook. Đấy. Thì các bạn cần phải hủy cái kết nối của cái chiếc chuột của con chuột này trên những thiết bị cũ thì chiếc iPad nó mới có thể nhìn thấy nhá. Đó, sau khi các bạn đã bật lên thì nó sẽ hiển thị này, đấy Magic Mouse, đấy tên mắt, đấy. Thì ở đây thì mình đã đặt tên cho con chuột này rồi nên nó sẽ hiển thị tên như này luôn. Còn nếu mà các bạn nào chưa đặt tên nó sẽ hiển thị ra tên cố định mặc định là Magic Mouse 2 chẳng hạn. Đó, ok. Và thao tác duy nhất các bạn cần làm chỉ cần là bấm vào cái thiết bị đó là được. Đấy. Sau khi bấm vào các bạn nhìn thấy này, nó đã ghi là connected rồi. Các bạn có thể bấm vào chữ Y để xem kỹ hơn. Ví dụ các bạn có thể đổi tên, hủy kết nối hay là quên thiết bị này. Đó. Rồi back lại. Sau khi kết nối thì các bạn nhìn thấy góc trên màn hình nó sẽ hiển thị một cái chấm như thế này. Đó. Và các bạn có thể bắt đầu điều khiển con chuột. Đây, các bạn thấy không? Là ngay lập tức nó sẽ điều khiển được con chuột. Đây, các bạn có thể thao tác cuộn. Đấy, trên chiếc Magic Mouse này. Đấy. Rất là ok luôn. Thao tác cuộn như các bạn sử dụng trên MacBook bình thường. Đó. Đấy, ok. Giờ thao tác gì và lựa chọn. Ở đây thì chúng ta sẽ có những cái tùy chỉnh nhiều hơn, ví dụ như các bạn có thể search ở đây chữ mouse đây. Đấy, mouse key như thế này, các bạn kích vào. Đó. Rồi, ok. Và sau đó bạn sẽ xem ở đây những cái tùy chọn của nó. Ở đây có cái tốc cái này là hay nhất này, mình thấy này, tốc độ. Đây. Các bạn có thể nhìn thấy rất là nhanh luôn. Rất là nhanh và theo mình thì mình nên để nó chậm vừa phải thôi. Vì thao tác ở trên này nó nhanh quá, nó sẽ không như máy tính. Máy tính thì bình thường mình sẽ để mắc, nhưng mà trên iPad thì mình sẽ để vừa phải. Đấy, để mình có thể quản lý được cái con chó chuột như thế này. Đó. Đối với trường hợp nào các bạn dùng quen thì nó sẽ sử dụng được dễ dàng hơn. Đó. Rồi, như vậy là cái kết nối khi các bạn sử dụng cái thiết bị này tắt đi rất là nhanh, mất rất là nhanh và tiện luôn. Kể cả khi các bạn thoát ra như thế này, các bạn bật lên. Đó, nó cũng sẽ tự động kết nối rất nhanh luôn nhé. Đấy, nó sẽ tự động kết nối luôn. Đây là Magic Mouse đây. Đó, chúng ta bấm vào. Đó, thiết bị này thì nó không tự động kết nối như máy tính mà các bạn cần phải thực hiện cái thao tác là kích hoạt để cho nó kết nối. Đấy, rất là nhanh và tiện, không có gì là khó khăn thao tác cả. Thì trên đây là cái hướng dẫn nhanh của mình về cách kết nối con chuột Magic Mouse Apple đối với chiếc iPad Pro. Đó, các bạn có thể vào trong playlist mình có thể tham khảo thêm những clip khác nhé. Cảm ơn các bạn. Chào các bạn.